xin chào quý khán giả đài Lít Sài Gòn TV. Vâng phần phần trước chúng tôi nói về chương trình phục hồi lại kinh tế của Cali thì có rất là nhiều chương trình. Có thể chúng tôi phải nói rất là uh, nhiều nhiều mục. Nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ tóm tắt để sau này uh, lần sau cái anh uh, luật sư vừa uh, và CPA anh Anthony Nguyễn thì sẽ chúng ta sẽ khai triển thêm nói nói rõ ràng thêm về cái chương trình này. Tôi đơn cử một thí dụ như là cái chương trình mà có cái chương trình mà tái huấn luyện lại cho người 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 bị thất nghiệp. Tại vì như chúng ta biết là có những cái công việc mà chúng ta mất rồi thì nhiều khi chúng ta phải đi học lại để mà có một cái công việc khác. Thì chương trình có Tiểu ban Kali có đến 245 triệu Uh, cái tiền để dành cho những cái uh, cái vụ mà tái huấn luyện uh, hay học nghề này. thì nếu mà chúng ta dạy hay là cho những cái người mà nói internship là những người mà tới mà tu nghiệp uh, như sinh viên hay đại khái đó, chúng ta có thể khấu trừ cái tiền uh, những cái tiền đó lại thì lần sau chúng ta sẽ nói nói rõ thêm là cái cách nào nhưng mà tại khá là có những cái chương trình mà tái huấn luyện, tái uh, giúp uh, dạy nghề cho những cái người mà công nhân mà bị sa thải vân vân, chúng ta có thể nhận họ rồi sau này ấy hoặc là nếu mà chúng ta muốn học mọi nghề khác thì liên lạc với là cái những cái văn phòng của ông thống đốc thì họ sẽ cho đưa ra những cái chương trình để chúng giúp chúng ta đi học một cái nghề mới trong tương lai. Tôi đọc thấy có như là hai mười mấy cái cái, cái 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 nghề mà rất cần thiết trong tương lai như là uh, physician assistant những người mà giúp uh, bác sĩ thay vào thay vì vào phải đợi khám bác sĩ thì có những người mà chưa phải là bác sĩ nhưng mà họ có những một um, cái trình độ để có thể khám chúng ta uh, những cái bệnh sơ sài như là ốm cảm đau gì đó rồi cho thuốc uống thì như vậy có những cái chương trình như vậy để mà giúp chúng ta À, học tập thêm rồi có những cái chương trình mà phát triển kinh tế như là về du lịch hay là chúng ta tạo những cái cái hội thảo về hay là mời các các nước khác như thế chúng ta có một cái cái phe không một cái cái hội trợ về lấy thí dụ về neo hay gì đó thì chúng ta có, có thể chính phủ cali sẽ giúp chúng ta phần tài chính để mà um, có thể mời để mà có thể sản xuất hay là buôn bán những cái về gì liên quan đến cái ngành neo hay là lấy thí dụ như là cái nghề nông cũng vậy thì chính phủ giúp tạo những cái cơ hội để mà thành lập những cái hội trợ để mà giúp chúng ta xuất cản lấy ví dụ như chúng tôi là bơ đại khái cho các thị trường ở Á Châu thì có một cái hay là nếu mà quý vị làm làm về ngành canh nông đó thì chính phủ kali à, cho chúng ta là chỉ trả có 5% tiền thuế mà lúc mà mình mua máy móc hay là xe cộ đại khái về để, để sử dụng cho cái ngành canh nông thay vì mà 8.75 thì chúng ta chỉ trả có 5% thôi. Đó, vì vậy cho những cái gì mà chúng tôi đã tiêu trong thời gian qua thì bây giờ phải viết lại cái 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 đơn đó để mà gửi cho những cái công ty mà chúng tôi đã mua uh, vật liệu hay là cây cối, phân bón đại khái Thì để mà họ khấu trừ lại cho mình cái cái số tiền mình đã đóng quá về uh, về cái khi mà lúc mà mình mua vật liệu tôi lấy thí dụ tôi, tôi nghĩ chắc là trong cái lấy thí dụ những ngành neo nếu mà chúng ta cần nhiều mua nhiều tôi nghĩ là nó cũng có thể giúp đỡ về cái vấn đề đó nữa về vấn đề mà lúc chúng ta làm business cần mua để để cái đóng thuế cho nó ít á thay vì 8.75% trên loss như là 9.75% để vậy thì chúng ta chỉ trả có 5% thôi đó là một cái, đấy. xin phép quý vị để tôi đọc lại thêm cái này. Ngoài ra là chính phủ của tiểu bang Cali là khuyến khích chúng ta sử dụng những cái năng lượng xanh. Vì như quý vị đã biết là khoảng 2035 thì sẽ chính phủ cali không cho bán những cái xe chạy bằng uh, bằng xăng nữa hay là dầu cho nên là từ từ sẽ chuyển qua cái vấn đề uh, sử dụng uh, nhiên liệu xanh cho nên nếu chúng ta làm ăn hay là sử dụng về những gì nhiên liệu xanh đó, thì sẽ được uh, hỗ trợ rất là nhiều hay là mua xe đã, thứ nhất là mua xe mà chạy uh, bằng điện hay, uh, hay nhiên, nhiên liệu xanh đó, chúng ta sẽ được khấu trừ thêm nhiều về phần đó hay hay là làm uh, thương mại mà dùng uh, làm thương mại mà dùng uh, những cái uh, cái nhiên liệu uh, xanh á, như mặt trời hay là gió đó, thì sẽ được khấu trừ rất là nhiều về thuế. Ngoài ra thì ông uh, tổng thống uh, Biden có có ra một cái sắc lệnh là những cái công ty nào có trên 100 nhân viên thì bắt buộc phải chích ngừa cái cái covid 19 này hay là phải uh, phải là khám xét các nhân viên uh, thường xuyên để mà tránh cái vấn đề lây lan uh, cái, cái 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 vi trùng cái vi khuẩn uh, covid 19 cái đó cũng là thì nói để mà nói đến cái vấn đề covid uh, covid 19 thì chúng ta có thể khấu trừ được số tiền và cũng có thể nhận được thêm tiền đấy thí dụ như là một người nhân viên phải bỏ cái thời gian ra đi chích ngừa hay là có người trong gia đình bị bệnh bị cúm bị cúm vũ hán đại khái thì người đó phải ở nhà để săn sóc thì chúng ta chính phủ có thể trả tiền cái đó cho chúng ta tối đa là hai tuần lễ nhưng mà hay là năm ngàn một trăm đồng cho mỗi mỗi nhân viên do đó chúng ta không có nên lo sợ là mất gióp hay gì cả nếu mà chúng ta đau thì chúng ta có quyền ở nhà để mà nghỉ dưỡng rồi để uống thuốc rồi để mà cho để mà cho nó khỏe lại hoặc là con chúng ta hay là bố chúng ta hay là chồng chúng ta chúng ta có có quyền suy nghĩ thì chính phủ Cali sẽ giúp cái số tiền đó trả lại cho cho ông cho người chủ của mình thì tối đa mỗi người là 5 trăm đồng cho 10 ngày, tất nhiên là hai tuần lễ. Mà nghĩ như thế không có sợ gì hết. Thì một mặt khác là chúng các tiểu thương có thể nhận được 500 đồng cho mỗi nhân viên trong cái chương trình này kéo dài đến tháng 12 năm 2022. Do nên chúng ta còn một 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 16 tháng nữa để mà um, tiếp tục cái đó thì những cái chương trình mà tôi thấy tại tôi cái tham dự cái webinar của uh, của tiểu ban nó nói về những chương trình đó. thì họ có rất là nhiều những cái cơ sở những cái cơ quan để mà giúp chúng ta chỉ có là chúng ta phải liên lạc với họ để mà họ giúp mình chứ mình cái ngồi một nơi mình không biết cái gì thì rất là khó mà Um, xin được mấy cái um, cái cái loan hay là cái um, cái grant cái tiền mà mình mượn nhưng mà không phải trả lại. Đấy thí dụ như là chúng tôi có um, cũng nộp đơn qua qua mạng nhưng mà không thấy trả lời gì cả. Thì sau này chúng tôi mới liên lạc được với cái ông mà của SBA uh, mà quý vị đã thấy ở đây này ông có lên đây nói về những chương trình mà cho mượn tiền hay là giúp đỡ uh, các tiểu thương đấy uh, SBA thì ông nói là ok bây giờ anh cứ đưa cho tôi cái số uh, cái email của anh để sau đó thì ông ta nhờ ai trong cái landistry những cái cơ quan để mà cho đấy thì trong vòng uh, một tuần lễ là chúng tôi được uh, À, được nhận sự nhận tiền bạc nhận tiền của chính phủ. Đó. À, chúng tôi Nguyễn Hoàng Sơn xin à, kính chào quý khán giả của đài lý thuật Sài Gòn chương trình khéo dùng tiền và hẹn tái ngộ lại cùng quý vị trong chương trình tới xin kính chào.